em tập lái ô tô 2, 3. Em tập lái ô tô đi bò. Sau này em lớn, em lái xe đón cô. 1, 2, 3 cuối. Chào, 2, 3 cuối. Em tập lái ô tô 2, 3. Sau này em lớn. Rồi, 1, 2, 3 cuối. Chào. Rồi mời các bạn đến 2, 3 cuối. Chúng mình hát bài em tập lái ô tô nha. 2, 3. Rồi, 1, 2, 3 cuối sao? In chỉ số đi, in chỉ số các bạn đi. In chỉ số như vừa nãy. Nhảy cái nó bị sai bấm cái tay. Ý đây bỏ tay ra, ý bấm chân thôi.